Xin chào những người anh em yêu công nghệ xe, độ xe. Chúc anh em một ngày an lành, vui vẻ. Đây là một chiếc Land Cruiser hoàn toàn mới đầu tiên sau 14 năm. Đó là một chiếc xe mà Toyota rất coi trọng, là đỉnh cao của dòng xe địa hình. Một điều mong muốn của những ai muốn có một chiếc SUV có khả năng di chuyển và đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận được nó ở Hoa Kỳ. Lần lặp lại cuối cùng của Land Cruiser không đạt doanh số bán hàng quá cao tại Mỹ. Bán được khoảng 3.200 chiếc mỗi năm trong thập kỷ qua, vì vậy, việc Toyota tập trung vào các thị trường nơi nhu cầu vẫn cao là điều hợp lý. Và ở Nhật Bản, nó chắc chắn cao, khách hàng ở đó phải đối mặt với một danh sách chờ đợi kéo dài hàng năm. Đó là bởi vì, khi sự ra mắt chính thức trên toàn cầu cách đây vài tháng đã làm rõ, Land Cruiser dòng LC300 chủ yếu nhắm đến Trung Đông, với khoảng 60% sản lượng được sản xuất ở đó. Tiếp theo là Nga và Úc, với một số thị trường được lựa chọn có sự phân bổ nhỏ. Khi chúng ta đến với X7, 7CZ, sedan trước đây là BMW kép, rất có thể phục vụ như một chiếc limo cá nhân, nhưng chiếc SUV 2022x7 đang chuyển sang vị trí cung điện di động cho những người giàu có. Chiếc BMW lớn nhất rất phù hợp với những gia đình giàu có, với nhiều bất động sản hơn để thể hiện sự đắt đỏ của nó, và 6 chỗ ngồi chia thành 3 hàng. Trong khi khu vực hành lý và hàng ghế sau không rộng rãi bằng các đối thủ như Jeep Grand Wagoneer và Mercedes-Benz GLS Lát, X7 lái tốt hơn và có động cơ hấp dẫn hơn. Dòng động cơ bao gồm một hộp số 6 tăng áp thẳng hàng 335 mã lực và một V8 twin turbo 523 mã lực, tất cả đều được hỗ trợ bởi hộp số tự động tuyệt vời và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Thế hệ Toyota Land Cruiser LC300 ra mắt toàn cầu vào tháng 6 và được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam không lâu sau đó với giá khởi điểm 4,06 tỷ đồng. Tuy nhiên, Land Cruiser 2022 đang khan hàng trên khắp thế giới do khủng hoảng thiếu chip và linh kiện. Tại Việt Nam, Land Cruiser mới đã hết hàng tại đa số đại lý, kéo theo đó là tình trạng đội giá. Chiếc xe trong bài là phiên bản chính hãng và đã được thay bộ la răng của bản bán tại Trung Đông. Ngoại thất của mẫu SUV này mang phong cách Brutal và Sensor One, với cụm đèn LED thanh mảnh và lưới tản nhiệt dạng thanh ngang to bản. Nội thất Land Cruiser LC300 sử dụng nhiều chất liệu cao cấp với phần tay lái bọc da và có thêm chi tiết ốp gỗ cùng hệ thống điều chỉnh 4 hướng. Đa số chi tiết còn lại cũng được bọc da. Xe có 3 hàng ghế, trong đó, hàng ghế thứ 2 và 3 có thể gập lại để tối ưu không gian sử dụng. Xe dùng động cơ xăng tăng áp 3.5 lít V6, công suất 409 mã lực, mô men xoắn 650 nm, hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4WD. Sở hữu ngoại hình mạnh mẽ đầy nam tính và không gian nội thất sang trọng, X7 đã xoán ngôi X5 để trở thành chiếc xe mơ ước của đông đảo khách hàng trên toàn thế giới. Điểm gây ấn tượng nhất ở phần đầu xe BMW X7 2022 chính là lưới tản nhiệt quả thận mạ chrome với thiết kế nam tính và ấn tượng hơn so với X5, có kích thước lớn nhất mà BMW kép từng chế tạo. Ở hai bên là hệ thống đèn pha dạng LED thiết kế mảnh, chỉ chiếm một góc khiêm tốn ở góc trên. Phần đuôi của X7 có thiết kế khá vuông vắn, tạo thêm không gian phía sau, cũng như sở hữu cụm đèn hậu LED kéo dài sắc nét được nối với nhau, qua thanh kim loại mạ chrome, vốn đã xuất hiện 7 series. BMW X7 2022 đảm bảo nội thất rộng rãi không tưởng cho hành khách ngồi bên trong, rộng rãi hơn mẫu xe SUV BMW X5, tới 129mm và cũng hơn đối thủ GLS 450-33mm. Không gian nội thất của xe SUV 7 chỗ BMW X7 toát lên vẻ sang trọng và xa xỉ khi kết hợp kim loại, gỗ và da cao cấp, đặc biệt là hai tông màu xanh và trắng tùy chọn. Hệ thống giải trí của xe BMW X7 2022 gây ấn tượng mạnh cho người dùng bởi cụm màn hình đồng hồ lái điện tử 12,3 inch và màn hình trung tâm, gói giải trí ghế sau với một cặp màn hình cảm ứng 10,2 inch và đầu DVD. Hệ thống âm thanh đỉnh cao Bowers và Wilkins Diamond 3D Surround với 20 loa và công suất 1500W. Phiên bản X7 XDRIVE40i sẽ được bán tại Việt Nam, sử dụng động cơ xăng i63.0L Twin Power Turbo sản sinh công suất 340 mã lực, mô men xoắn cực đại 450 nm, xe tăng tốc 0 đến 100 km/h mất 6,1 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 245 km/h.